Vào đây để mình cắt cái đường cắt cho nó chuẩn. Mà bây giờ mình cắt nha bà con. Thế máy xin kính chào anh em. Nếu như anh em đang cần một dòng máy cắt gạch mang được tính đa năng cũng như là nhỏ gọn và tiện lợi thì ngày hôm nay trên tay của chúng tôi đây đang là một siêu phẩm máy cắt gạch đến từ thương hiệu của Husqvarna. Và tiếp theo là kỹ thuật viên đang sử dụng cũng như là test thử máy cho bà con cùng xem kết quả như thế nào thì xin mời bà con cùng theo dõi tiếp nhé. Đây là đường cắt thẳng nha. Và bây giờ mình sẽ cắt với đường cắt có độ nghiêng 45 độ cho bà con cùng xem ha. Người ta cắt độ nghiêng nhé bà con. Như anh em có thể thấy rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà kỹ thuật viên của chúng tôi đã cắt được những miếng gỗ thẳng và đẹp như thế này. Và tại sao mà dòng máy cắt gạch lại có thể làm được kết quả tuyệt vời như thế này? Thì ngay bây giờ, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu về cấu tạo của chiếc máy này cho anh em cùng xem. Rất là linh hoạt các bà con. Và ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết một chút về sản phẩm máy cắt gỗ cầm tay Husqvarna. Đây là cơ cấu của máy này. Máy được thiết kế khá là gọn phải không bà con? Đấy. Trọng lượng của máy 3,4 kg. Rất là dễ dàng cho chúng ta thao tác linh hoạt trong quá trình làm việc nhé bà con. Đấy. Phần tay cầm của máy. Tay cầm của máy thì được phủ một lớp cao su nhé. Rất là dày. Nó có tác dụng làm tăng độ ma sát khi chúng ta cầm tay vào. Và cũng là giảm cái độ rung lắc. Ở dưới tay cầm là cò bóp. Và bên trên là có một cái khóa an toàn. Khi chúng ta bóp cò thì chúng ta phải ấn khóa an toàn vào thì chúng ta mới bóp được cò nhé bà con. Và phía trước đầu máy thì có thiết kế một cái đầu rùa. Cái đầu rùa này để cho một tay cầm phụ của chúng ta khi quá trình làm việc thì chúng ta cầm một tay phụ như thế này. Nó sẽ rất là chắc chắn và dễ dàng thao tác hơn cho chúng ta trong quá trình làm việc. Đuôi máy thì được thiết kế có những cái khe rãnh cho khí tản nhiệt làm mát cho động cơ nhé. Và sau đuôi đuôi đây thì có một cái khóa này có tác dụng là để cho chúng ta khóa này là để chúng ta cân chỉnh cái độ sâu của máy nhé, độ sâu của lưỡi dao lưỡi cắt nha. Đấy, khóa này là để cân chỉnh lưỡi dao của lưỡi cắt của máy. Máng chắn an toàn được đúc bằng hợp kim nhôm nhé bà con, rất là chắc chắn. Đấy, và phần bên dưới cũng có một cái ốp an toàn, khi chúng ta ngưng hoạt động thì ốp an toàn này nó tự bật lên để bảo vệ cái lưỡi cưa, nó không làm cho tay của chúng ta vô tình đụng tới. Đấy, và đây là cái chân đế. Cái chân đế này thì rất là linh hoạt, chân đế này giúp chúng ta có thể cắt ở những đường cắt có độ xéo từ 4 từ 0 đến 45 độ nhé bà con. Đây, chúng ta thể nới cái con vít bên này thì chúng ta có thể cắt cái độ nghiêng tới 45 độ. Đấy, máy cắt gỗ cầm tay Husqvarna HCG185 có công suất 1450W và sử dụng điện một pha gia đình 220V, được thiết kế với 100% ruột lõi đồng, bảo hành chính hãng cho quý bà con tới 12 tháng. Và tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy của mình đã có chương trình cuối năm tri ân cho khách hàng. Thì với chiếc máy cắt gỗ cầm tay Husqvarna HCG185 này đang có giá rất là ưu đãi, chỉ với 1.590.000. Quý bà con, cô chú, anh chị quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ tới số điện thoại nằm ở dưới góc màn hình để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Đình Vân và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo. Cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh, ấn nút like, subscribe để ủng hộ cho Đình Vân sẽ có thêm nhiều video hữu ích dành cho quý bà con cô chú anh chị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô chú anh chị ở video tiếp theo.